Dạ không. Dạ không. Dạ không. Dạ không, em nghe người ta nói thôi chứ em chưa có bao giờ thử. Không, mình không bao giờ nói tục chữ thề hết. Đôi khi một chút. À, hay thì cũng không đúng nhưng mà có. Chính phải nhưng hay có. À, khá là thường xuyên. Trong cái cuộc nói chuyện vui với bạn bè thứ thì nói chuyện chữ thề thì không phải là chữ tục là gì mà giống như là cửa miệng ha. Từ hồi mà mình đi học, bạn bè chơi nhau, nói quen. Tỏ ra là rất là kiểu giống như là khinh bỉ. À, mình cảm thấy khó chịu nhưng mà mình cũng không có nói lại người ta gì hết. Mình cũng bị bạn bè mình chửi thầy trang lại thôi. Thì cảm giác rất là bình thường, vui vẻ bình thường thôi, không có gì hết. Sẽ phản ứng lại là mình không có muốn nói như vậy nữa. Mình không có muốn là nghe những cái lời nói như vậy nữa. Bạn thân của em này, khi mà nói chuyện với họ mà có thể văng ra nó, em sẽ nhắc ngay lập tức luôn. Còn những người bình thường thì có thể mình sẽ rất là khó chịu á. Thì mình sẽ có thể nhiều khi sẽ né nói chuyện với họ nữa. Phản cảm chứ, mình thấy cũng hơi khó chịu, nhất là người lớn tuổi nên đi ngang người ta không đồng tình. Thấy cũng đúng. Tại vì nếu mà sử dụng nó ở trong cái môi trường hợp lý thì mình thấy cũng bình thường. Cái gì nhiều quá nó cũng không tốt. Cái mà chữ thề trên mạng như trên Facebook á, mấy bạn hay comment mà chửi qua chửi lại thì nó là biến tướng của chữ thề rồi. Theo chú nghĩ là không bình thường rồi. Chú thấy cũng khó chịu rồi. Cũng có thể là do thói quen của người ta thôi. À, nhiều khi thì cái đó là nó là một cái cơn bộc phát nhất thời. Có thể là mình thấy nó liên tục chửi thề, vậy là có thể là mình đánh giá. Còn nó lâu mình gặp nó là mình không biết được. Nếu mà mình mới gặp một người mà thấy người ta chửi thề nhiều quá thì chắc là mình sẽ đánh giá. Đụng đâu cũng chửi thề đó thì có thể đánh giá được. Chửi thề nó thể hiện cái nét giáo dục và văn hóa của gia đình. Nó rất là tệ. Mà thật sự cô thấy cái xu hướng mà chửi thề giờ càng ngày càng trẻ đó.